Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Môn sẽ review cho mọi người cái hộp đắp mặt nạ mắt á, mà điều trị cho người bị hay khô mắt nha. Cái hộp này là theo bác sĩ tư vấn để sử dụng á. Ở trên thị trường thì có nhiều loại cũng đắp mặt nạ. Tuy nhiên có những cái loại là họ dùng để ngăn mát, họ đắp lên sẽ mát mắt. Tuy nhiên mà những cái hộp mà nó mát mắt như vậy á, thì nó sẽ có bạc hà, thì nó sẽ làm cho mình lại bị khô mắt hơn. Còn cái hộp thuốc này á, thì nó là thảo dược. Khi mình đắp á, là nó sẽ làm ấm mắt trong vòng tầm 20 phút. Sau đó là nó sẽ tự ấm dần 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 đi rồi là sẽ hết. Cái hộp này là mình được tư vấn bởi một bác sĩ có phòng khám ở quận 7 đó. Hình như là bệnh viện Việt Pháp cũng có sử dụng cái loại này. Bây giờ mình sẽ xé ra cho mọi người xem á, bởi vì mình đang bị khô mắt và đang đau mắt á, thì mình sẽ xé ra mình sử dụng và mình sẵn review luôn. Khi mình xé ra thì bên trong nó sẽ có hai cái túi như vậy á. Thì lúc này là cái túi nó chưa có cứng nha, nó vẫn còn hơi mềm mềm. Xong mình xé ra thì mình sẽ bỏ nó vô cái tấm che mắt này nè. Rồi mình đi chườm mắt liền luôn, bởi vì cái hơi nóng nó nhanh hết lắm. Tầm được 20 phút. Rồi bây giờ mình đi chườm mắt nè. Khi chườm được 20 phút, nói chung là cảm giác rất là thoải mái mọi người nha. Thì khi mình chườm xong rồi á, thì bây giờ mình lấy cho mọi người xem nè. Cái tấm nó trở nên cứng hơn, nó vẫn còn ấm, tuy nhiên là cái túi tản nhiệt này ra thì nó hết rồi. Nó chỉ ấm tầm được 20 phút thôi. Rất phù hợp cho những ai mà hay bị khô mắt, mỏi mắt, chảy nước mắt sống. Nói chung là mình xài thì rất là ok, bởi vì mình vừa bị loạn và vừa bị cận á, thì nhức mắt mang kiến nhiều nhức mắt. Mình xài mình thấy rất là thoải mái. Cái này là người lớn cũng đã từng xài rồi đó, thì những người già hay bị chảy nước mắt sống á thì dùng rất là tốt. Nên mọi người xem cái hiệu Agen này nè. Đó. Cái này là của hãng á luôn, mình xài cũng hai hộp rồi. Đó, mọi người để ý cái hiệu nha, Agen. Thì mình mua mình dùng nha.